Dạ, em xin kính chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em sẽ mang đến và giới thiệu cho mọi người một cái cây đàn thùng khuyết EQ ha. Và có một cái thùng rất là mỏng. Cây này mọi người có thể chơi sân khấu hoặc là làm show rất là hay ha. Và ở đây thì em sẽ bán với một cái mức giá gọi là thanh lý nha mọi người. Đấy. Rồi, giới thiệu với mọi người. Đây là chiếc bao zin của nó ha. Một cái bao Yamaha với một cái bao Takamai. Em xin lỗi mọi người. Một cái bao Takamai ha, bao zin. Và bên trong là một chiếc Takamai luôn. Đây mọi người, một chiếc Takamai. Đây là một dòng Takamai BT108 nha mọi người. Đây, chắc hẳn mọi người ai chơi những cái đàn acoustic hoặc là làm show chơi đàn thùng thì mọi người sẽ biết tới những cái dòng Takamai đúng không? Takamai là một cái thương hiệu của Nhật rất là nổi tiếng trên thế giới ha, sản xuất ra những cây đàn khuyết EQ rất là hay mọi người. Thì cái dòng đặc trưng của những cây Takamai này là tiếng nó rất là sạch và cái bộ EQ cực kỳ hay luôn. Đây còn lại là tem của đàn nha, đó, tem xanh BT108 nha mọi người. Đấy, BT108 này là gần như là gọi là cao nhất của dòng BT mọi người, đó ha. Thì những cái dòng BT này nó sẽ có là BT106 nè, BT107 nè. Và cây này em đang cầm trên tay là một cây BT108 nha. Thì với một cái mức giá bình thường, một cái mức giá bình thường cho những cây BT108 như thế này, nó sẽ dao động rơi vào khoảng từ 10 cho tới 12 triệu một cây nha mọi người. Đấy, thì cái mức giá này mọi người có thể tham khảo trên thị trường. Nè, đối với đàn Takamai cũ, đó, thì nó sẽ rơi vào khoảng 10 tới 12 triệu một cây tùy vào tình trạng ngoại hình mọi người ha, tùy vào tình trạng ngoại hình của những cây đó. Và cây trên tay em hiện tại như thế này, nó vẫn còn đang rất là đẹp nha. Đây thì theo thời gian á thì cái lớp sơn đó mọi người, lớp sơn nó có hơi gọi là bị sương mù ha, bị sương mù cái lớp sơn bóng thôi, nhưng mà khó, rất là khó thấy mọi người. Và cũng như là ngoại hình nó sẽ có một vài cái vết xước sát ha, một vài cái vết xước đây, giống như như thế này thì gọi là sương mù nè mọi người đó. Nhưng mà những cái vết này á nó sẽ không có ảnh hưởng tới âm thanh nha. Đây là do cái lớp sơn bóng, do cái lớp sơn bóng mọi người, chứ không phải là nó bị trên mặt gỗ nha. Đó, nếu như mọi người muốn hết cái này và cũng như là hết những cái vết chày này luôn thì mọi người có thể mang nguyên cây đàn đi sơn lại. Sơn là sơn, họ sẽ sơn lại cái phủ bóng lên mọi người, thì nó sẽ không còn bị cái vấn đề là gọi là sương mù này nữa ha. Nhưng mà giá cả để sơn một cây đàn nó cũng khá là đắt mọi người. Đấy, thì cái đó mọi người có thể cân nhắc thêm. Rồi, à, giống như thế này ha. Nhưng mà nó ít thôi mọi người, nó không có bị nhiều. Giống như những cái dòng Yamaha sau này á, nó cũng vẫn có bị nhẹ, vẫn có nhiều cây nó bị sương mù mọi người. Rồi, còn đây là cái bộ EQ của những cái cây Takamai BT ha. Bộ EQ đấy, ai đưa lên mắt simum mày. Đây, bộ EQ của nó nè mọi người. Cái bộ EQ này rất là bền và cũng như rất là hay ha. Và ở đây là pin nè mọi người. Đây là một cái pin ha. Thì những cái cây EQ như thế này thì nó sẽ sử dụng pin gọi là pin 9V mọi người. Và có một cái điều em cần lưu ý tới với tất cả mọi người như thế này. Mọi người, khi mà mọi người xài những cái cây đàn mà nó có sử dụng pin 9V như thế này thì em thấy có khá là nhiều khách hàng muốn tiết kiệm thì mua một cái dòng pin gọi là pin sạc, pin 9V nhưng mà pin sạc, nhưng mà pin đó không có sử dụng được cho đàn nha mọi người. Đó, bởi vì sao? Nó là pin của mình sử dụng như thế này, giống như cục em đang đưa lên đây thì cục này là 9V đúng không, nhưng mà những cục pin sạc á mà nó có sẵn vô trong cái cục pin, nó có một cái ổ sạc Lightning hay gì đó, thì cái hoặc là ổ sạc tiếp C á, thì cái cục sạc để sạc á nó chỉ có 5V thôi. Và khi mà nó sạc vô cục pin này, nó có một cái mạch ở trong cục pin để nó kích lên 9V mọi người, thì cục pin đó không sử dụng được cho đàn nha mọi người. Đấy, thì mình cứ hiểu nôm na như thế thôi, là nó không sử dụng được nha. Mọi người đưa cục pin nó vô là mọi người cắm âm thanh vô là nó sẽ bị ù, bị xì, giống như là cái đàn mình bị thiếu mát vậy ha. Còn nếu như mọi người mua pin sạc mà cái cục sạc để sạc cục pin nó phải 9V thì mới sử dụng được nha mọi người. Đây,
Còn những cái cục pin 9V mà nó có sẵn cái cổng tiếp C trên này để sạc luôn, sạc bằng sạc 5V á, là không sử dụng được nha. Đấy. À, những cái cục pin 9V nào mà sạc bằng cái củ sạc 9V luôn thì lúc đó mình mới sử dụng được. Đã. À, mọi người cứ hiểu nôm na vậy thôi. À, còn nếu không á, thì mọi người cứ sử dụng cái những cái cục pin như thế này. À, em nghĩ giá thành nó cũng không có cao, một cục chỉ có tầm 10.000, 10 mấy nghìn một cục thôi mọi người. À, nhưng mà một cục như thế này thì xài nó cũng rất là lâu ha. À, đó là một số cái lưu ý em gửi tới mọi người. Rồi tiếp theo là em sẽ đo cho mọi người về cái cạnh này của cây đàn ha. Thì đây là một cây đàn, nó thùng nó khá là mỏng mọi người. Đấy, em thấy có khá là nhiều anh em rất là thích những cái cây thùng mỏng như thế này, bởi vì khi làm show á, đi biểu diễn á, mọi người ôm nó rất là khỏe tay, nó không có bị to, nó không có bị mỏi ha. Rồi nào mọi người nhìn nè, cái EQ, cái bộ EQ của nó là giáp nguyên cái khung này luôn ha, giáp nguyên khung luôn, là cái thùng nó khá là mỏng mọi người. Rồi đây, chiều dày của cái thùng này nó khoảng 7,5 cm mọi người. Đây, à, ở đây thì em bắt đầu từ số 0 nha. Đây, bắt đầu từ số 0 nha mọi người. Đó, nó rơi vào khoảng 7,5 cm nha. Thùng nó khá là mỏng ha. Rồi, một cây Takamai với cái ngoại hình màu, à, cái màu này thì được gọi là màu Tobacco Sunburst mọi người. Tobacco Sunburst ha. Nè, EQ đồ rất là ok nè. À, đàn thì đã được lắp một bộ Elicer mọi người. Đây, đây là một bộ dây Elicer nha. Một bộ dây khoảng 350 tới 400 nghìn một bộ. Một bộ dây made in USA, rất là hay. À, thì nói chung là anh em mà chơi acoustic thì chắc hẳn ai cũng muốn sử dụng cái dòng Elicer này đúng không mọi người? Tiếng nó rất là hay và sử dụng nó cũng khá là bền. Rồi, cái cây này thì mặt tớp của nó cũng có vài một vài cái vết xước nhẹ mọi người, nó như thế này. Rồi, cái vết xước đây, một số cái vết cực kỳ nhỏ ha. Đấy, nhưng mà khi mà mọi người lên sân khấu biểu diễn thì chắc là không ai để ý tới cái này. Rồi, à, tiếp theo là ở mặt lưng có một cái vết chày nữa nè. Đấy. Đây. Rồi, tiếp theo tới cái đầu cần. Thì đây, dòng này sử dụng bộ khóa Takamai ha. 6 con khóa zin nha mọi người, 6 con khóa zin. Đấy, cần đàn nè. Cần đàn thì ở cái khu vực này thì nó cái lớp sơn nó cũng bị sương mù ha, nhưng mà rất là mượt nha mọi người, rất là mượt, chơi rất là ngon. Đấy. Khá là đẹp, khá là ngon nha mọi người. Rồi, và cây Takamai BT108 này em đang thanh lý với mức giá chỉ có 8 triệu 500 nghìn đồng nha. 8 triệu 500 nghìn đồng kèm thêm bao da nguyên zin, bao da Takamai chính hãng nha. Đó, đàn thì đã được lắp một bộ Elicer lên dây đàn rồi, cân chỉnh action rồi ha. Action rất là thấp nha mọi người. Đây. À. Guitar, đây em có đây. Mọi người nhìn nè, đây là thước đo đúng không? Đây là một cái thước đo theo tiêu chuẩn nha. Đó, một cái thước đo action theo tiêu chuẩn nè, trim action nè mọi người. Đây. Thì ở đây nó có cái phần acoustic. Đó, em sẽ đo cái dây số 6 cho mọi người xem nha. Đây. Rồi, cái phần acoustic nằm bên nào ta? Bên đây. Đó, ngay ngăn 12 nha mọi người. Ngay ngăn số 12. Nè, tay em cầm dưới này, không có bóp dây, không có gì hết nha. Đây. Nằm, cái cộng dây 6 nằm, nó thấp, nằm ở dưới mức quy định luôn. Và đây, dây số 1. À, thấp hơn nữa, rất là thấp mọi người. Có nghĩa là để có được một cái action thấp như thế thì cây đàn, cái cần đàn phải cực kỳ thẳng nha mọi người. Đó là điều thiết yếu luôn. Đó, là dĩ nhiên rồi, cây này action thấp mà, là cái cần nó cực kỳ thẳng ha. Đây mọi người có thể nhìn thấy ha. Em để như thế này để cho nó có một cái tính gọi là công bằng nhất. Đó, thấy không? Đây, chữ acoustic nằm đây nha mọi người.
Chỉ là cổ tích nằm đây ha. Dây nó rung. Đây. Dây số 6. Dây số 1. À. Rất thấp nha, chơi rất là ngon luôn. Rồi, và cây Takamai BT108 em thanh lý với mức giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, thì dòng này mọi người cũng biết rồi, mọi người có thể tham khảo giá trên thị trường. Nó sẽ rơi vào từ khoảng 10 tới 12 triệu tùy ngoại hình ha, tùy ngoại hình. Và con này thì em thanh lý 8 triệu 500 nghìn đồng. Bảo hành 12 tháng cho mọi người sử dụng luôn và free ship toàn quốc. Đàn thì em đã lắp, đàn thì đã có lắp được bộ Elixir rồi, kèm thêm bao Takamai chính hãng. Thì ngoài ra em sẽ tặng kèm thêm cho mọi người một sợi dây đeo. Một sợi dây đeo là dây đeo đàn này á mọi người. Nha. Dây đeo ngang người á, để mọi người có thể đeo đằng mà đứng biểu diễn ha. Thêm đó là một vài cái phím để cho mọi người có thể sử dụng ha. Rồi, và sau đây thì em sẽ test âm thanh mộc và cũng như âm thanh qua EQ của cái dòng BT108 này. Âm thanh cực kỳ hay, cực kỳ sạch sẽ luôn mọi người. Rồi, và trước khi vào cái clip test thì mọi người nhớ ấn like và cũng như đăng ký kênh giúp em nha mọi người. Nhớ ấn chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất mà em đăng tải nha. Rồi, và chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo ạ.